Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày của Đài Tiếng Trẻ Hải Ngoại BNTV 57.3. Hôm nay là thứ Hai, ngày 18 tháng 6 năm 2012. Xuân Phương cùng tổng ban biên tập xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức thế giới trong ngày của Đài Tiếng Trẻ Hải Ngoại. Kính thưa quý vị, đại diện Lục Cường và Iran gặp nhau tại thủ đô Mạc Tư Khoa. Tin từ Mạc Tư Khoa, ngày hôm nay đại diện Lục Cường và Iran đã gặp nhau tại thủ đô Mạc Tư Khoa với hy vọng có thể giải quyết tình trạng tranh chấp nguyên tử. Cao ủy ngoại giao Liên Âu bà Catherine Ashton cùng với đại diện Lục Cường bao gồm Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Đức, Trung Cộng và Nga đã gặp thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran là ông Saeed Jalili tại Bộ Ngoại giao của Nga. Cuộc đàm phán tại Mạc Tư Khoa là cuộc đàm phán lần thứ ba sau khi hai bên đã ngồi vào bàn đàm phán trở lại trong tháng 4 sau 15 tháng bế tắc. Tây Phương nghi ngờ Iran đang mưu toan chế tạo vũ khí nguyên tử, nhưng nước này luôn luôn nói rằng chương trình nguyên tử của họ chỉ có mục đích thành lập các nhà máy điện và chế chất đồng vi phóng xạ để trị bệnh ung thư. Lục Cường muốn bảo đảm chắc chắn rằng Iran không thể chế tạo vũ khí nguyên tử. Iran muốn được bãi bỏ lệnh cấm vận và công nhận quyền phát triển nguyên tử dân sự của họ, trong đó có quyền làm giàu uranium. Nhiều nhà ngoại giao cho rằng cuộc đàm phán trong ngày hôm nay và ngày mai cũng sẽ không đến đem thêm lại thành công gì. Những người ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Mohamed Morsi tập trung tại quảng trường Tahrir, tin từ Cairo. Sáng nay, những người ủng hộ cho ứng cử viên Mohamed Morsi đã tập trung tại quảng trường Tahrir ở Cairo. Một nguồn tin từ Ủy ban bầu cử cho biết, với số phiếu đã được đếm, ông Mohamed Morsi là một kỹ sư tốt nghiệp tại Hoa Kỳ đã chiến thắng ứng cử viên Ahmed Safid là cựu chỉ huy trưởng không quân Ai Cập và cũng là vị thủ tướng cuối cùng dưới thời tổng thống Hosni Mubarak. Những người ủng hộ cho phong trào huynh đệ Hồi giáo đã tập trung tại quảng trường Tahrir đã bày tỏ sự vui mừng và hy vọng quốc gia sớm được thay đổi. Ông Hassan Abdel Sabour nói rằng điều đầu tiên là ổn định, duy trì trật tự trên toàn quốc, cùng lúc giải quyết tình trạng thiếu bánh mì, thiếu thực phẩm, giải quyết tình trạng khủng hoảng xăng dầu, làm cho dân chúng thấy rõ đất nước đang thay đổi. Ông Issam Saam nói ông ta muốn tân tổng thống Mohamed Morsi tập trung vào tình trạng thất nghiệp, quan tâm đến đòi hỏi của các thanh niên, cấp nhà cho những người cần nhà và muốn lấy vợ. Ông Morsi đang dẫn đầu với 52% số phiếu so với 48% dành cho đối thủ. Phản ứng của người Palestine tại dải Gaza trước kết quả bầu cử tại Ai Cập, tin từ Gaza City. Phe Hamas đã xuống đường ăn mừng sau khi ứng cử viên huynh đệ Hồi giáo chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập. Ông Mohamed Amoudet nói chiến thắng của ông Mohamed Morsi sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với Palestine. Ông Mohamed Ham nói điều quan trọng là người dân Ai Cập đã có thể tự do chọn lựa tổng thống. Chính quyền dân chủ sẽ quan tâm hơn đối với đời sống của người dân. Sáng ngày hôm nay, dân quân tại Ai Cập đã bắn chết một công dân Do Thái đang xây hàng rào. Quân đội Do Thái cũng đã bắn chết hai quân nhân. Tiếng súng nổ trong lúc huynh đệ Hồi giáo ăn mừng chiến thắng làm cho Do Thái lo ngại đối với vùng đất xì này. Bộ trưởng Quốc phòng ông Ehud Barak nói Do Thái đã theo dõi cuộc bầu cử tại Ai Cập. Dù ai là người chiến thắng, Do Thái cũng hy vọng chính phủ mới sẽ tôn trọng mọi sự cam kết quốc tế, trong đó có Hiệp ước Hòa bình Do Thái-Ai Cập, cũng như các cam kết an ninh tại vùng sa mạc Sinai. Hiện không rõ ai là kẻ đã tấn công hàng rào Do Thái nằm cách dải Gaza khoảng 30 cây số. Tuyên bố để chống người di dân Phi Châu, Do Thái đang xây tường và hàng rào từ Eilat nằm trên Hồng Hải cho tới dải Gaza. Hàng rào này dài 266 cây số. Trong ngày thứ Bảy, ít nhất hai quả rocket đã bắn sang lãnh thổ của Do Thái, nhưng không biết rocket đã được bắn từ dải Gaza hay từ bán đảo Sinai. Trong đêm hôm qua, phi cơ của Do Thái đã tấn công nhiều mục tiêu tại dải Gaza, làm cho 7 người bị thương. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử tại Hy Lạp, tin từ Athens, Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp ông Byron Polydoras đã trình kết quả bầu cử chính thức được phê chuẩn lên Tổng thống Kaholos Papoulias trong sáng ngày hôm nay. Theo kết quả chính thức, đảng Tân Dân Chủ nhận được 29.66% số phiếu, đảng Thiên Tả Syriza nhận được 26.99% số phiếu. Sau khi gặp Tổng thống, ông Polydoras nói rằng Hy Lạp phải nhanh chóng thành lập chính phủ, không thể phung phí một giây phút nào.
Ông ta cũng muốn tân chính phủ phải là một chính phủ mạnh, không chỉ có thể cân bằng liên hệ giữa khối đa số và phe đối lập trong quốc hội, nhưng cũng đầy đủ quyền lực để cân bằng quyền lực quốc gia trong liên hệ quốc tế. Thủ tướng lâm thời ông Panagiotis Pikraminos cũng nói rằng chính phủ mới phải nhanh chóng được thành lập. Thách thức đối với quốc gia quá sức lớn lao và quá nhiều không thể chờ đợi nữa. Ông Pikraminos cũng đã gặp Tổng thống để nộp đơn từ chức, nhưng Tổng thống đã bác bỏ, nói rằng ông phải tiếp tục lãnh đạo chính phủ cho tới khi chính phủ mới được thành lập. Ông Pikraminos là thủ tướng chính phủ kỹ thuật, được thành lập sau khi các đảng Hy Lạp đã không thể thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử ngày 6 tháng 5. Với kết quả bầu cử, đảng Tân Dân Chủ chiếm được 129 ghế dân biểu, đảng PASOK và các đảng chấp nhận chương trình kiểm ước của Liên Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế chiếm được 33 ghế. Kết quả của cuộc bầu cử Hy Lạp chiếm tràn đầu báo chí châu Âu. Hy Lạp đã trở thành trung tâm của sự chú ý và tựa đề hàng đầu của các tờ báo tại châu Âu sau khi đảng Tân Dân Chủ về hàng đầu trong cuộc bầu cử quốc hội trong ngày hôm qua. Đồng euro đã lên giá và giá cổ phiếu vào giờ thị trường mở cửa sáng nay cũng đã lên cao. Trong lúc nhiều tờ báo châu Âu coi kết quả bầu cử của Hy Lạp ngày hôm qua là một kết quả tích cực, nhiều tờ báo khác như tờ Corriere della Sera ở Ý, tờ Daily Mail ở Anh Quốc tiên đoán những ngày u ám sắp tới. Mặc dù đảng xã hội Pháp cũng đã chiến thắng lớn cuộc bầu cử vào ngày hôm qua, báo chí châu Âu trong sáng ngày hôm nay chỉ tập trung tới cuộc bầu cử tại Hy Lạp. Trong tình trạng nền kinh tế tiếp tục suy thoái, số tiền nợ công quá cao, chính sách kiểm ước tạo căng thẳng xã hội, chính phủ mới sẽ tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn và nhiều cuộc biểu tình trong nước. Đảng Syriza tuyên bố sẽ xé bỏ hiệp ước cứu nguy của Liên Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế, cũng đã nhận sự ủng hộ rất lớn, hứa hẹn sẽ tiếp tục tranh đấu chống lại những biện pháp kiềm ước. Với 50 ghế được tự động trao cho đảng về nhất, liên minh hai đảng Tân Dân Chủ và PASOK sẽ chiếm được 162 ghế, trong quốc hội có 300 ghế, trên con số đa số quá bán để thành lập chính phủ, giữ cam kết đối với Liên Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Kết quả làm cho chứng khoán tại châu Á và châu Âu tăng lên. Mặc dù thị trường đã tích cực sau kết quả của cuộc bầu cử tại Hy Lạp, sự tích cực đã bị giới hạn khi các nhà đầu tư vẫn còn quan tâm đến tình trạng các nước lớn khác hơn trong khu vực đồng euro như Tây Ban Nha và Ý đang có mức tiền lợi, công nợ khó có thể chịu đựng nổi. Phản ứng của người Ý sau cuộc bầu cử tại Hy Lạp, tin từ Home. Người Ý trong sáng ngày hôm nay đã tỏ ra dè dặt đối với kết quả bầu cử tại Hy Lạp, nhưng một số người cho rằng tình trạng Hy Lạp là một tín hiệu đối với nước Đức là nước chi tiền cứu nguy cho khu vực đồng euro, làm cho Đức phải nới lỏng những biện pháp kiểm ước đối với các quốc gia đang bị khủng hoảng nợ. Ngày hôm nay, các đảng ủng hộ chương trình cứu nguy của Liên Âu tại Hy Lạp đã bắt đầu thương lượng để thành lập chính phủ. Nhiều người Ý thông cảm cho sự đau khổ của người dân Hy Lạp dưới các chính sách kiềm ước đã cảm thấy bực tức, nhưng họ cũng biết rằng cái giá để cứu Hy Lạp không phải là rẻ. Ông Carlo Galuppi là một người dân ở tại Home, nói mọi sự xem ra tốt đẹp nhưng phải chờ đợi để biết người dân Ý sẽ phải trả một cái giá như thế nào. Một người khác nói đáng lẽ phe cực hữu của Hy Lạp phải nhận được nhiều phiếu hơn. Họ là những người không tham nhũng, nhưng hai đảng đã cầm quyền tại Hy Lạp và đã đưa Hy Lạp lâm vào tình trạng ngày hôm nay. Ông Enzo Marafino nói ông ta hy vọng tình trạng Hy Lạp sẽ làm cho các nhà lãnh đạo Liên Âu, đặc biệt là Đức, hiểu rõ hơn những điều nên làm để tạo sự cân bằng giữa kiềm ước và phát triển. Thị trường chứng khoán Ý sau khi lên vào lúc mở cửa nhưng đã xuống trở lại trong ngày. Phản ứng đối với kết quả của cuộc bầu cử quốc hội Pháp, tin từ Paris. Người Pháp thức giấc sáng ngày hôm nay hy vọng với kết quả cuộc bầu cử quốc hội trong ngày hôm qua sẽ giúp cho Tổng thống François Hollande tiến hành thuận lợi chương trình cắt giảm khiếm ngạch và thúc đẩy phát triển kinh tế. Báo chí Pháp vào sáng ngày hôm nay đều nói tới chiến thắng lần đầu tiên của đảng xã hội, tương tự như chiến thắng của Tổng thống François Mitterrand trong năm 1981. Đảng xã hội đã chiếm được 307 ghế dân biểu, vượt xa con số quá bán 289 ghế. Đảng xã hội đã kiểm soát Thượng viện,
kiểm soát được quốc hội sẽ giúp cho Tổng thống Hollande thông qua mọi chính sách cần thiết, dễ dàng vượt qua mọi sự chống đối của phe bảo thủ. Bộ trưởng Nội vụ của Pháp, ông Manuel Valls, nói rằng chính phủ sẽ không phung phí một giây phút nào để tiến hành chương trình đối nội và đối ngoại. Tổng thống Hollande đang cần 100 tỷ euro để thúc đẩy phát triển kinh tế, sẽ trình bày chương trình tại Hội nghị Thượng đỉnh khối G20 tại Mỹ Tây Cờ trong ngày hôm nay. Thành phần bảo thủ mạnh mẽ chống đối chương trình tăng thuế đối với người giàu, chiếm được 224 ghế tại Quốc hội. Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, đang lãnh đạo đảng UMP, đã lên tiếng chúc mừng đảng xã hội, nhưng tuyên bố tiếp tục tranh đấu cho chương trình của đảng. Trên đường phố tại thủ đô Paris, dân chúng đã nói lên sự hài lòng đối với chiến thắng của đảng xã hội. Một cử tri gốc Hoa Kỳ nói đảng xã hội đang có nhiều khả năng để thông qua các biện pháp cải cách cần thiết. Ông Patrick Bernanjo là một người đi đường, nói tất cả quyền lực đang tập trung vào phe cánh tả. Quốc hội, Thượng viện và Tổng thống đều nằm trong phe cánh tả. Đây là sự thất bại lớn của phe cánh hữu, nhưng có thể giúp cho Tổng thống Hollande có mọi phương tiện để thi hành chính sách. Nhà lãnh đạo Pháp đang tới Mỹ Tây Cơ để tham dự cuộc họp thượng đỉnh khối G20. Cuộc họp sẽ tập trung vào tình trạng của đồng euro, sự chia rẽ giữa chủ trương nhấn mạnh tới chính sách kiềm ước của Đức là nước chi tiền cứu nguy cho khu vực đồng euro và chủ trương phải cân bằng kiềm ước với thúc đẩy phát triển kinh tế của Tổng thống Pháp François Hollande. Các cổ động viên túc cộng Hòa Lan lên đường về nước, tin từ Kharkiv. Không khí nơi được gọi là trại màu cam ở thành phố Kharkiv của Ukraine đượm buồn vào sáng ngày hôm nay, một ngày sau khi đội banh của Hòa Lan không còn có thể tiếp tục tranh tài trong các trận đấu Euro 2012. Các cổ động viên của đội Hòa Lan đã buồn bã thu dọn hành trang về nước. Nhiều người đã ở trong khu trại này trong suốt 2 tuần qua. Nay, mọi hy vọng đã kết thúc. Đội Hòa Lan đã phải rời Euro 2012 sau khi thua liên tiếp 3 trận trong nhóm B. Trại tạm trú dành cho các cổ động viên Hòa Lan ở Kharkiv sẽ đóng cửa trong ngày hôm nay. Vừa rồi là phần tin thế giới trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại. Xin quý vị đừng rời màn hình. Sau một vài thông tin thương mại, Xuân Phương sẽ trở lại với phần tin Á Châu.